Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu sang phú quý, 10 phần vẹn 10. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Mồng 1 khấn trời, mồng 10 giàu sang, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, tiền về như nước, giàu nứt đố đổ vách trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 thân mến, đây không phải là lời dự báo hay gì cả. Chỉ đơn thuần là một lời tâm sự động viên thời kỳ phi thường cần cách xử lý phi thường và mọi quyết định phải đủ sự cẩn thận kỹ lưỡng. Tân Dậu đang trong cái đoạn phi thường như vậy, nói là đoạn thời thế vần xoay, thời vận dung chuyển, mọi thứ tưởng ổn lại có sự đổi thay, mọi thứ tưởng yên lại có sự chuyển cảnh. Định hình hiện tại là thời điểm lựa chọn, là thời điểm 81 sẽ bộc lộ bản tâm và cái điều họ thật sự mong muốn một cách rõ rệt nhất, tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là cái đoạn mà 81 thấu hiểu điều họ thật sự cần. Con đường mà họ hướng tới và nửa đời còn lại họ sẽ có cuộc sống như thế nào? Thưa quý mệnh chủ, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho quý anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch để giúp cho quý anh chị cải vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến đây, mời quý anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho Minh Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng điểm qua đôi nét về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu nhé. Người sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, mang mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá. Thạch nghĩa là đá, lựu nghĩa là cây lựu, là tên của một loài cây, mộc là gỗ hay các loài thực vật nói chung. Tên của ngũ hành nạp âm này nghĩa là một cây lựu đá. Những người mệnh thạch lựu mộc mang một tính cách đa dạng, không thuần nhất, đa dạng thế nào, thì ngay sau đây cùng chúng tôi tìm hiểu về tính cách của mệnh này. Thứ nhất, vì thuộc hành mộc nên khí chất rất là ôn hòa, điềm tĩnh, nhân ái, trái tim luôn biết yêu thương, thông cảm, chia sẻ. Trong ngũ thường, tức là năm đức tính tốt đẹp thường có, thì hành mộc chủ về nhân, thêm nữa bản chất của các loài cây cối là hiền lành, nhân ái, ưa làm những việc phúc và thiện. Thứ hai, thạch lựu là loại cây sinh trưởng, phát triển ở những vùng đất sỏi đá khô cằn, nên cốt cách của nó cứng gạc, đanh thép, sức sống mãnh liệt phi thường. Chính bởi lẽ đó mà nó ảnh hưởng tới cá tính con người mang mệnh này. Bề ngoài họ rất hiền từ nhân hậu, nhưng ý chí, nghị lực, cốt cách của họ ít ai sánh bằng. Thạch lựu mộc là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại, yêu kế đẹp. Nhưng cũng sẽ thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn cân nhắc giữa hai mặt. Những người thuộc mệnh thạch lựu mộc, giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Chắc chắn bản lĩnh của họ rất cao, tâm lý lạc quan, nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng. Họ tự tin vào bản thân và cuộc sống, tràn đầy niềm yêu đời. Những người thuộc bản mệnh thạch lựu mộc vì có lộc cách nên theo con đường kinh doanh, thương mại, tài chính ngân hàng với tài năng và những ưu đãi đặc biệt của tạo hóa sẽ giúp họ có được những thành tựu lớn trong thương trường và con đường sự nghiệp. Thạch lựu mộc hơn người và cũng khó đoán bởi họ là mẫu người đa tài. Trong thực tế, cây thạch lựu vừa có tác dụng làm cảnh lại vừa có trái có thể ăn được. Một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí sắc màu, văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh,
họ sẽ có được thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Xét theo ngũ hành, Tân thuộc hành kim, Dậu cũng thuộc hành kim. Hành kim sẽ khiến cho Dậu bướng bỉnh và ngoan cố hơn, đồng thời bởi nguồn năng lượng tự kim kép sẽ khiến cho những người Tân Dậu đặt nhiều kỳ vọng vào bản thân mình và những người xung quanh. Họ thuộc kiểu người đề cao cái tôi của cá nhân và để nuôi dưỡng duy trì cái tôi bản ngã của mình. Họ có xu hướng tìm đến những người biết lắng nghe họ. Người tuổi Tân Dậu cũng là kiểu người khá mạnh dạn, luôn kiên định với suy nghĩ của mình. Họ luôn tự lập, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, là cuộc sống mà người mang tuổi này hướng đến. Ngoài những tính cách trên, tuổi Tân Dậu còn là người đam mê công việc, làm việc có tổ chức. Với bất kỳ việc gì hay chi tiết nhỏ nào, họ cũng luôn rất kỹ càng, hay có thể nói là khắt khe đến từng chi tiết. Tuy nhiên, đối với Tân Dậu, gia đình luôn là trên hết. Họ luôn muốn cố gắng để mang lại cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc nhất cho người thân của mình, bởi họ xem điều này như mục tiêu quan trọng cả đời họ. Với tính kiên định của mình, Tân Dậu có tài năng hùng biện. Họ còn có khả năng dùng lời lẽ của mình để lấn át được miệng lưỡi của đối thủ. Tuy nhiên, họ thuộc tuýp người thẳng thắn, trung thực, nên đôi khi không quan tâm quá nhiều tới cách lựa chọn câu chữ hay cách ăn nói. Do đó mà nhiều lời ăn tiếng nói của họ khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Một đặc trưng khác trong tính cách của những người Tân Dậu đó là sự nghiêm khắc trong việc xử lý sai phạm, lỗi lầm. Chính vì thế, tuổi Tân Dậu có trở ngại lớn nhất về vấn đề tình yêu, đó là quá lạnh lùng, cùng với bản tính quá hung hăng. Cuộc đời nam giới Tân Dậu lúc nhỏ rất sung sướng, lại hay hoang phí, lớn lên muốn đạt được, mình tự lập và có tính tiến thủ. Bởi hay tính hoang phí, nên dù có nhiều tiền bạc cũng khiến cho nam Tân Dậu lâm vào cảnh túng quẫn. Tiền bạc tuy vô bất ngờ, nhưng ra cũng chẳng bao lâu, cuộc sống không được mấy tốt đẹp. Bởi thế, để phải tránh mang cảnh nghèo khổ, hậu số phận được sung sướng an nhàn, thì nam giới Tân Dậu cần phải cần mẫn hơn, không nên quá tự cao, tự đại. Về phần công danh, lúc lên thì lên cao, có khi lại xuống rất thấp. Sự bấp bênh trên con đường công danh chỉ dừng lại ở mức bình thường. Cuộc sống không được dư giả và thiếu điều tốt trong cuộc sống. Bên cạnh đó, gia đạo cũng không được ôn hòa mấy. Tình ruột thịt không mấy mặn mà và thắm thiết. Nam giới Tân Dậu nếu biết tạo lấy điều kiện cho cuộc sống, thì hoàn toàn có thể được nhiều may mắn trong cuộc sống. Sự nghiệp sẽ có những điều tốt đẹp. Tiền bạc không những đủ đầy và dồi dào, thế nên cần học tính tiết kiệm, đừng quá phung phí, thì về sau mới có thể hưởng được đầy đủ những vấn đề này. Sau đây là tổng quan vận trình của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Tân Dậu âm lịch, người tuổi Tân Dậu đón tháng mới với tinh thần đầy hứng khởi. Khi có rất nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón bạn phía trước, bạn càng làm càng hăng say, cũng tạo ra năng suất chất lượng đáng nể. Nguyệt lệnh lâm đế vượng cho thấy sự nghiệp tiến triển vượt mức mong đợi, bản mệnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cũng chủ động đưa ra các ý tưởng mới, đề xuất mới, thể hiện được khả năng sáng tạo. Tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi bạn luôn cùng giúp đỡ đồng nghiệp để giải quyết vướng mắc, tạo dựng hào cảm với đồng nghiệp và cấp trên. Không chỉ công danh, sự nghiệp, vận tài lộc của Tân Dậu trong tháng 6 này cũng vô cùng thuận lợi, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Nữ tuổi này mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ được đền đáp bằng tài lộc về túi. Chuyện tình cảm bước vào trạng thái lý tưởng nhất, nhân duyên hưng vượng. Người độc thân có đào hoa nên có thể tìm thấy tình yêu của đời mình, nhưng cần phải biết nắm bắt mới được như ý. Gia đình hòa thuận, nồng ấm, có cặp đôi còn đón tin vui con cái hoặc về chung một nhà. Sức khỏe tuổi Tân Dậu nhìn chung là ổn, thể trạng rất tốt nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, do thời tiết khá nóng nên bạn cần chú ý tình trạng nóng trong mụn nhọt. Cụ thể từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, phương diện sự nghiệp tuổi Tân Dậu trong tháng mới có nhiều thuận lợi, sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới may mắn cho bạn. Hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, lại có quý nhân tả phù chỉ dẫn, tuổi Tân Dậu cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích. Bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể.
cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên. Một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc dang dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn. Khi có kế hoạch mục tiêu rõ ràng, bạn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Bạn không còn phải loay hoay mò mẫm từng chút một. Ngoài ra, con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ. Các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức vun đắp thường ngày được dịp phát huy công dụng khi cần đem tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn đắc lực. Nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thử thách nhất định, nhất là khi có thiên cầu hung tinh rình rập, điềm báo có kẻ tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ, một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ. Nếu bạn có được bình tĩnh cần thiết thì vẫn có thể kiểm soát được, lấy lại thế chủ động chiêu trò của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng, sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt, hãy nhìn vào đó để có thêm động lực. Dù có căng thẳng một chút thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi. Điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề. Về mặt tài lộc, trong tháng Tân Mùi này, công việc trên đà thuận lợi thì không có lý gì mà tài vận của tuổi Tân Dậu lại không có tiến triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bản mệnh cũng được dự báo nhiều sự cải thiện nhờ nguyệt lệnh rừng sinh ở Tân Dậu. Lại thêm thực thần soi rọi, giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi này. Nhiều người tìm thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn. Lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, thứ tài cũng ngày càng sáng. Vận may, tiền bạc đang mỉm cười với bạn. Việc ký kết hợp đồng giao dịch trong tháng tiến triển khá thuận lợi. Người làm công ăn lương đang tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán, hợp tác làm ăn. Tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người kinh doanh, buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước, các mối làm ăn cũ, mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn đảm bảo có lợi cho cả các bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu, tuổi Tân Dậu sẽ có thêm được nhiều lợi nhuận, thậm chí là vượt xa được dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của, do ảnh hưởng của hung tinh thiên cầu, tuổi Tân Dậu vẫn cần sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Bạn cũng cần phải làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngày khó tích lũy cho tương lai sau này. Về mặt tình cảm, gia đạo. Về tình duyên, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Nguyệt lệnh đất trường sinh giúp đào hoa khởi vượng. Nếu còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội cho tuổi Tân Dậu, lựa chọn người thực sự phù hợp với mình. Các mối nhân duyên sẽ giúp bạn có thể bắt đầu từ các mối mai mối, do đó con giáp này không nên từ chối các cơ hội được giới thiệu bạn bè. Tuy nhiên, nhân duyên vượng sẽ kỵ nhất thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, nếu không bạn sẽ rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Với các cặp đôi, đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý, để không phải phân vân, lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau thì mối quan hệ sẽ luôn luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng. Cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với những khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. Về mặt sức khỏe, tình hình sức khỏe của tuổi Tân Dậu trong tháng 6 năm 2024 âm lịch này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tân Dậu kim trường sinh, thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện, được âm dương hài hòa hỗ trợ sức khỏe, đảm bảo bệnh tật sẽ tự tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải. Tuổi Tân Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng quá khiến cho bản thân quá tải. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Tân Dậu. Sinh năm 1981. Tử vi tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Dậu là con giáp may mắn tuần này, nên bạn sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, bất ngờ. Công việc được quý nhân phù trợ, nên chặn tay và khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện khả năng của mình, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Dù đôi khi vẫn không ít thử thách, bạn vẫn tự tin mạnh mẽ nên không cảm thấy quá vất vả. Các mối quan hệ hài hòa cũng đem tới cho bạn những sự trợ giúp đắc lực,
tiền bạc trong tuần khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có điểm sáng. Người làm công ăn lương, nhờ phát huy tốt nên nhận được những khoản lương thưởng hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh doanh chỉ cần đầu tư làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Công việc khá thuận lợi vào thời điểm đầu tuần, khi mà chính quan mang đến cho con giáp này nhiều động lực để phấn đấu làm việc. Tuổi Tân Dậu biết điều mình mong muốn, cũng hiểu rõ những gì đang chờ đợi mình ở phía trước mà tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Từ giữa tuần trở đi, nhiều vấn đề nảy sinh khiến cho công việc của bản mệnh không được suôn sẻ như thế nữa. Thiên quan kéo theo nhiều tai họa từ tiểu nhân cho đến thị phi. Cũng may có tử vi cát tinh án ngữ ngăn chặn cục phát triển nghiêm trọng hơn. Phương diện tình cảm thiên về ổn định, dù đôi khi bất đồng ý kiến xảy ra, song không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm hai người. Đối với người độc thân, tuần này bạn cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mong gặp được người phù hợp với mình. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Con số phát tài, 16-23-09. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 6 âm lịch. Hung cát đan sen, tử vi tuần cho thấy, tuổi Tân Dậu đang phải đối mặt với họa tiểu nhân trên con đường sự nghiệp. Ngũ quỷ có thể khiến cho bản mệnh điêu đứng với những lời đồn đại vô căn cứ do kẻ tiểu nhân dày công sắp đặt. Tuy nhiên, cũng may là có thiên ấn lanh lợi giỏi giang ở bên chỉ điểm cho Tân Dậu, nên con giáp này giữ được bình tĩnh mà từ từ giải quyết từng vấn đề một cách triệt để. Công việc cũng sẽ dần tốt lên, tuổi Tân Dậu chớ nên lo lắng thái quá. Tài lộc tuần này của Tân Dậu chủ yếu xuất phát về cuối tuần. Cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh không chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu, mà còn có thêm nhiều nguồn thu khác để đảm bảo cho chi phí cuộc sống. Các mối quan hệ xã giao phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô kinh doanh, tìm kiếm thêm những khách hàng tiềm năng hay những môi trường đầu tư thích hợp, tăng lợi nhuận cho bản thân. Theo đà công việc tăng tiến, tài lộc cũng khởi sắc hơn. Tuy nguồn thu nhập chính không thay đổi, nhưng nguồn thu phụ thì lại khá vượng, nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh sẽ xuất hiện. Nếu dám mạnh dạn đưa ra quyết định nhanh gọn và dứt khoát, chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn, bạn có thể khiến người khác trầm trồ với những gì mình làm được. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số phát tài, 78-43-98. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuổi Tân Dậu gặp sao tả phù lại được quý nhân phù trợ, có người giúp sức nên cuộc sống thuận lợi hơn. Bạn được cấp trên nâng đỡ thường xuyên chỉ bảo, cấp dưới đồng lòng hiệp trợ nên sự nghiệp nhanh chóng có khởi sắc, đường thăng tiến rộn ràng phấn khởi. Ấn quan tương trợ và mở ra bước đường phát triển mới cho con giáp này trong công việc, bạn mạnh nhận thấy cơ hội phía trước và không để nó vụt qua. Tuổi Kỷ Sửu tìm được nguồn động lực lớn lao dành cho mình và quyết tâm sẽ phấn đấu để thành đạt thành công như mong đợi. Riêng về đường tài lộc tuần này, cơ hội phát tài chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối tuần, khi mà cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, báo hiệu nguồn thu của Tân Dậu khá dồi dào và phong phú, đến từ cả công việc chính lẫn nghề tay trái của con giáp này. Nhưng tuần có thiên cầu, đề phòng tiểu nhân và tai nạn bất ngờ. Hiện nay công việc thông thuận, nhưng vẫn không ít người có ý ghen tị, muốn hạ bệ bản mệnh, cần lưu ý, đừng quá chủ quan, nhất là những việc liên quan tới tài chính, thì phải thực sự tỉ mỉ, không qua loa, mà sau này sẽ phải đền món tiền không nhỏ. Thêm nữa, khi di chuyển, người tuổi Tân Dậu hãy lựa chọn phương tiện công cộng hoặc phương tiện dịch vụ để giảm thiểu rủi ro, tự mình lái xe nhất định phải cẩn trọng, quan sát kỹ càng, tuân thủ luật lệ, kỵ nhất là phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, rất dễ gặp họa huyết quang tổn thương thân thể. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến hết tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Dậu tuần này có vận trình khá tốt khi được cát tinh chiếu vận, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện năng lực làm việc cũng như sở trường của mình. Thêm vào đó, tình hình vui vẻ, hài hước còn khiến cho bạn nổi bật trong đám đông, đi đâu cũng được người ta để ý. Cụ thể, trên phương diện sự nghiệp, vốn là con giáp đa tài, đa nghệ, việc gì đến tay cũng có thể xử lý được, nên bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn sẽ nhận được sự ghi nhận của cấp trên, thậm chí được xem xét, thăng chức, tăng lương,
sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận tiền thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng. Việc đầu tư cũng diễn ra suôn sẻ, bạn đưa ra những sự lựa chọn chính xác, giúp tiền đổ đầy túi. Đầu tuần là thời điểm tốt để cầu tài lộc, khai trương, mở cửa hàng, ký kết hợp đồng. Cát tinh chiếu rọi, quý nhân vây quanh. Nếu bản mệnh chú ý đến điểm này thì chắc chắn thành công không còn xa, tiền bạc sẽ không ngừng đổ về nhà. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Hợi, Tỵ, tiểu nhân, Mão, Tý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số phát tài, 7809, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, vay tiền có thể trả, nhưng vay ân tình, trách nhiệm hay thời gian, e rằng dùng cả đời mới có thể trả hết. Đó là những món nợ cuộc đời đừng bao giờ mắc vào nhé. Món nợ cuộc đời thứ nhất, ân tình. Có câu vật chất dễ vay ân tình khó trả. Trong những cái nợ đời thì nợ ân tình là món nợ cuộc đời khó trả nhất. Bạn có thể sẽ hoài nghi, đã là người thân thì sao tránh được nợ nhau tình cảm. Bởi lẽ thường người một nhà vẫn hay tình nguyện làm gì đó cho nhau, giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi yêu cầu hay đền đáp. Nhưng vì lẽ đó mà chúng ta càng tỉnh táo để sống một cách trọn vẹn với lương tâm. Người giúp ta một, phải trả một, hoặc gấp đôi, thậm chí là hơn nữa. Có những ân đức ở đời, ân đức sinh thành, dưỡng dục, dù có báo đáp cả đời cũng không hết. Cho nên, phải biết quý trọng sinh mạng của mình, không ngừng cố gắng để sống thật tốt. Món nợ cuộc đời thứ hai, trách nhiệm. Mỗi người sinh ra đều gánh vác trên mình trách nhiệm nhất định. Theo thời gian, trách nhiệm của chúng ta ngày càng nhiều hơn, là con cái có trách nhiệm hiếu kính với ông bà, cha mẹ. Khi đã trở thành cha mẹ, trách nhiệm của bạn chuyển sang việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Đối với người bạn đời, bạn phải có trách nhiệm chung thủy, tôn trọng và luôn sát cánh bên họ để vượt qua những khó khăn, gian khổ trong cuộc đời. Nhân duyên, vợ chồng đâu đơn giản, có duyên nợ mới tu thành. Vì thế dân gian có câu, tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng. Vì thế đừng làm gì có lỗi, đừng nợ nửa kia của bạn quá nhiều, muốn trả được món nợ ấy, e rằng phải dùng hết cuộc đời này. Đối với anh chị em ruột thịt trong nhà, hãy sống có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Món nợ cuộc đời thứ ba, lời hứa. Cha ông ta đã nói, một sự bất tín, vạn sự bất tín, một khi niềm tin đã đánh mất sẽ rất khó để tìm lại. Lời hứa là sự xác tín với người kia, khi được đề nghị một việc nào đó, hoặc khi tự mình nói ra và hứa, sẽ là một điều gì đó cho người khác. Khi chúng ta đưa ra lời hứa với một ai đó, có nghĩa là chúng ta gieo cho họ niềm tin vào điều mà chúng ta sẽ làm. Cũng có người dù không thể thực hiện lời hứa, nhưng vẫn gieo cho người khác hy vọng, khiến họ chờ đợi và thất vọng, vô tình làm tổn thương tới họ món nợ. Món nợ cuộc đời thứ tư, thời gian. Cho bạn tiền, bạn có mua được thời gian không? Câu trả lời luôn là không. Thời gian qua đi, cha mẹ ngày càng già yếu, đừng đợi đến lúc con cháu muốn báo hiếu, nhưng người thân không còn. Đã bao giờ bạn tự hỏi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian ở bên họ, vậy mới nói, mắc nợ cha mẹ là món nợ khó trả một cách song phẳng nhất. Gia đình đầm ấm, hạnh phúc là động lực để tất cả mọi người thăng hoa trong cuộc sống. Vì thế, hãy cố gắng dành thời gian rảnh rỗi ở bên những người thân yêu, biết quản lý và sắp xếp thời gian một cách hợp lý để quây quần bên gia đình, người thân và bạn bè. Hãy trân trọng từng giây, từng phút bên gia đình và người thân để yêu thương, chăm sóc họ, đừng để thời gian trôi qua vô ích đến khi già mới tiếc nuối. Món nợ cuộc đời thứ năm, lợi ích. Lợi ích ở đây có thể khu biệt trong phạm vi về vật chất, tiền bạc, tồn tại giữa tình anh em, cha con, bạn bè, luôn có mối quan hệ về lợi ích, đôi khi vật chất không cần quá rạch ròi, nhưng cũng không nên úp mở, thiếu minh bạc, có như vậy tình cảm mới kéo dài, bền vững theo thời gian. Thực tế đã chứng minh lợi ích tiền bạc có quyền năng chia cắt mọi mối quan hệ, dù là thân thiết đến mức nào. Vì thế, về mặt tiền bạc và lợi ích, dù là người thân vẫn nên rõ ràng để không ai nợ ai. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video.
Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.